Nghe xuất phát rồi mình chạy vô đi. Hồi nãy nghe xuất phát rồi đúng không? Chạy vô đi. Chạy số 8 nha. Xe 01 chạm vạch. Dỡ chân lên. Đóng chân dỡ lên liền nha. Đúng rồi, chạy từ từ. Chống chân là dở lên liền. Xe 03 bắt đầu thi. Xe 03 chạm vạch. Đang thi thử thực hành nha các bạn. Xe 02 bắt đầu thi. Bùi Ngọc Linh lên xe số 4. Xe 02 chạm vạch. Chạy từ từ, đúng rồi, từ từ, bình tĩnh. Xe 01 thi đạt. Ok, đạt rồi đó. Đang đi thử nha các bạn. Xe 03 thi đạt. Xe 04 bắt đầu thi. Xe 04 bỏ tuyết băng lên xe trống. Chống chân dở lên liền nha. Nhớ khi mà chạy xe rồi từ đó mình chạy mình ôm rộng vô đây, mình sẵn sàng chạy ôm rộng vô. Xe 02 thi đạt. Ủa nãy em đăng ký mấy vòng vậy? Em đăng ký mấy vòng? Hai vòng đúng không? Hồi nãy cái chỗ kia em hơi bỏ chân nhiều đúng không? Em bỏ chân ít thôi, em bỏ chân em chống chân em dở lên liền, chống chân dở lên liền. Rồi chạy tới đó đi, chạy tới đó chút khác. Đừng để hai chân chạy, nhớ nha, đừng để hai chân chạy vậy ha. Nhớ chống chân dở lên liền. Ủa sợ trong trường không có nón à? Tí nữa thi là trong trường có nón nha. Tí nữa thi thử xong hai đứa cắt cái nón trong xe nha, nhớ nha. Khi mình lấy xe mình ôm rộng vô đây ha. Trong thi á ôm rộng vô, ôm rộng vô rồi chờ vô thi, đừng chạm vạch nha. Chờ tín hiệu xuất phát là xuất phát. Xe 03 chạm vạch. Xe 03 chạm vạch. Xe 03 chạm vạch. Các bạn cứ chạy từ từ bình tĩnh ha. Chạy đều ra là ok. Xe 03 đi không đúng trình tự bài sát hạch. Xe 03 thi trượt. Xe 01 thi đạt. Nhớ vào số 8 ra số 3 nha các bạn. Chờ tín hiệu mới vào. Kêu số 2 chưa? Xe 02 bắt đầu thi. Đó, nghe bắt đầu thi mới chạy vào nhớ nha. Rồi lấy cái nón tới chỗ kia cắt đi rồi vô. Em thi thử mới tính rồi mà đúng không? Thi thử mới tính chưa? Rồi ạ. Có thi nữa không? Xe 04 bắt đầu thi. À, nó chỉ khó cái phần số 8 thôi nha các bạn. À, nên các bạn chạy ok bình tĩnh ha. Đó. Mình quay chủ ý số 8 cho các bạn nhìn thôi. Số 8 rất là dễ nha. Vô trong kia, vô các phòng. Ủa nãy em chạy đúng không mà nó sao kia chạy sai ta? À, vô số 8 rồi chạy ra số 3. Xe 01 bắt đầu thi. Các bạn đi, các bạn cố gắng để hai chân lên nha.